không bác quay thằng Vinh, bác Vinh nói chuyện thôi. Ừ. Sáng rút 50 triệu mà. Ôi, ngon nhỉ. Các ơi, hôm nay là ngày rút tiền của Vinh Tiền Lẻ nha. Đấy, đây là tháng thứ 3 làm YouTube. Đấy. Tiền thì không có nhiều đâu, mỗi lần lĩnh rút của hơn 100 triệu. Đấy, cho các bạn biết là thao tác rút tiền như thế nào. Ăn đâu ở đây à bác ạ? Ừ, đâu? Ăn đây à? Ăn đấy. Rút tiền trên cùng em ơi. Đây à? Rồi, 5 triệu ở dưới. Ok. Rồi. Ăn đây à? Ừ, không. Ờ. Đấy, các bạn tôi hơi bừng ngỡ các ạ. Bừng ngỡ lắm. Ờ, đếm rồi, đếm rồi. Đếm, đếm, đếm. Chết, 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 chết. Sáng đẳng cấp hơn tôi và kia rút 50 triệu một các bạn. Rút thẻ ra đã. Nè, các bạn xem tiền này. Ui. Một cục, một tập 5 triệu. Vinh Tiền Lẻ sẽ rút thành 5 lần những cái nhé. Chu khoảng tầm 25 triệu. Từ từ á, từ từ. Rồi. Okay. Cả nó, cả nó. Được chưa? Để nó màn hình lên, màn hình chính về về màn hình chính đã. Chưa? Hả? Được rồi. Nhét vào. Ừ. Lại tiếp tục. Từng phần nữa các bạn. Lại nhập mật khẩu nhé các bạn nhé. Từ từ chờ tí. Được rồi. Bây giờ bắt đầu nhập mật khẩu, rút tiền 5 triệu. Ồ. Ồ, lại đếm luôn. Đếm đi các bạn. Nhiều thế. Ngọt nhé. Đấy các bạn, tiền YouTube không được bao nhiêu đâu các bạn ạ. Ừ. Nó chỉ được thế thôi các bạn. Tầm vài trăm triệu. Có vài chục triệu thôi mà, đơn giản không. À, các bạn nào mà đam mê thì các bạn cứ làm YouTube các bạn. Rồi, lại cục nữa các bạn nhé. Một cục của Vinh Tiền Lẻ. Vinh Tiền Lẻ lần này đã rút một mớ rồi. Ngon nhé. Rồi. Khoe mình đi rồi. Hẳn không, Vinh hẳn không, ngon nhé. Lại tiếp tục lần nữa nha. Đấy, xiên vào. Đi sáng đã xong gì? Ngon. Ngon nhé. Sáng làm phát 30 triệu. Ngon thế. Lâu đấy. Ngon nhé. Ui, ngon đấy. Ui, 5 triệu. Toàn 5 triệu 1 à? Toàn 5 triệu 1. Vinh thì lẻ nhiều tiền nhé. Rút phát 20 lần mà sợ. Cho anh người ta lắm. Thôi, không. Các bạn này Vinh nó không cho tôi các bạn ạ. Anh ngon xin một tao. Sáng đi vào kia rút tiền 50 triệu ra thằng giờ vẫn xin tôi các bạn. Xong, anh xong chưa cháu ơi? Chưa, chưa, chưa. Mấy lần nữa cháu? Lớt 2 lần nữa. Đi đi. Thôi, thế thôi. Anh thế thôi, được rồi. Đấy, sau khi Vinh đi rút tiền rồi đây các bạn, Vinh nó mời anh em chỉ nhã hướng dương thôi, không cho uống nước. Vinh bảo thế, bảo là nhã hướng dương cho nó khô mồm, nước không cho uống. Vinh ơi, có mời nước không? Không, không mời nước. Đấy, có cắn hướng dương cho nó khô mồm thôi, bắt buộc phải uống nước. Không làm gì, à, bắt buộc phải cắn hướng dương cho khô mồm. Đấy, không uống nước các bạn. Đấy, buồn không? Chỉ được cắn hướng dương thôi buồn nhỉ các bạn nhỉ. Vinh đếm ấy, khả năng cây thiếu ấy Vinh ạ. Cây nhả tiền ra thiếu ấy em ơi. Kiểu gì cũng thiếu. Thật. Không phải đếm, cây lúc nào nó được chuẩn. Nhiều cây vẫn đếm thiếu mà kiểu cây nó bị lỗi em. Chuẩn là tin tưởng cây đấy à? Tin tưởng em. Tí về nhà lại thiếu giờ. Thiếu là sao bắt đèn cây. Lúc ấy không bắt đèn được nữa đâu. Kiếm đâu các bạn.